Chúng ta sẽ chọn vào ca sĩ. Trong phần ca sĩ thì em sẽ có một cái chị nhìn nhận. Cách vừa rồi vừa em chỉ cho anh chị nhé, chỉ có một thứ thôi, đó là chúng ta chỉnh được cái màu vào cái này. Anh chị hiểu cái này chưa? Chỉ cần dùng chiêu này thôi nhá. Còn cái việc cái cánh thế này anh chỉ phải tự cắt ra, cái người anh chỉ phải tự cắt ra, và background anh chỉ phải có, thế là thôi, chúng ta xếp vào thôi, chứ không có cái gì kinh khủng với này cả nhá. Chứ không mà anh chị lại nhìn thấy ui làm sao trông nó ảo diệu như thế thì tự cắt nó sẽ rất là mất vẻ. Mình tự nhiên là mình lại không cô đọng lại những thứ mình đang học. Học của mình chỉ có mỗi cái Ctrl M này thôi. Ctrl M có cái gì, Ctrl L có cái gì thôi. Tại vì cái này phục vụ cho chỉnh ảnh thì tôi chỉnh mô tả ảnh cũng được mà, đúng không ạ? Nhưng vừa rồi em chỉnh tổng quan của ba cái ảnh lại phải dùng qua này, chị nhìn chưa? Vừa rồi em vừa chỉ cho anh chị cái này này, sau đó blue các chị kéo từ trái qua phải thì có phải là sao? Nó sẽ đi theo tông màu này không ạ? Nhìn chưa? Và sau khi tông màu xanh thì anh chị có nhìn thấy ở đây nó sẽ làm sao? Có mặt nạ đúng không? Thì anh chị một là dùng short line cho cái mặt nạ thôi là xong. Đây trước và sau này. Thế thôi, công việc nó chỉ như vậy thôi nhá. Rồi, không thích anh chị có thể cầm cái layer đó và ném vào thùng rác giúp em để cho nó hết điện. Đấy, thực chất nó chỉ có vậy thôi đấy. Chứ không phải tự nhiên thấy em bánh là làm vừa có cánh vừa nó thì mình tự nhiên mình thấy mà mình phải có cánh xong mình xong rồi làm nó hoảng hốt đấy. Nên anh chị lưu ý cái việc đấy cho em là Ctrl M đọc lại mình cần cái gì, Ctrl L động lại mình là cái gì, nó cũng chỉ là chỉnh màu thôi, không có gì ngoài chỉnh màu nhá. Còn cái công việc cắt của chị đây là tự cắt, tự đưa vào. Ok, bây giờ em sẽ đưa cho anh chị đến một cái phạm trù tiếp theo nữa, đó là khi anh chị dùng cái chiêu thức như sau, đó là Ctrl G. Ctrl G ạ, Ctrl G là nhân bản cái ảnh này lên để khi mà em chỉnh màu thì nó sẽ thay đổi cái tiêu chí. Thì lúc này em sẽ chọn vào image, em chọn vào adjustment và em chọn vào biểu tượng Ctrl L. Thì anh chị có thấy rằng nếu mà em chỉnh từ cái kênh màu đỏ, ví dụ kênh này, em kéo hết cỡ sang này có phải nó trở thành tông màu xanh này không ạ? Ok. Cũng tương tự như vậy, ví dụ như em cũng thích em chọn vào green, em thử kéo sang bên này xem nó có thành màu khác không ạ? Nhìn chưa? Và cũng tương tự như vậy em chọn vào đây để em sẽ kéo hết cỡ này. Đấy thì mỗi một cái giá trị cho anh chị là anh chị có thể tự kéo đỏ hay là cam hay là xanh gì đó tùy anh chị. Anh chị nhìn này chưa? Nào, sau khi đã kéo xong, anh chị sẽ thấy rằng là em đã có một cái nếp ảnh mới, và nếp ảnh mới này chưa chắc đã đẹp bằng ảnh cũ, đúng không? Nhưng thực chất cái bản chất của cái công cụ mà em đang muốn hướng dẫn giới thiệu cho anh chị đến, nó là giống như là chúng ta dùng cái mặt nạ xong rồi chúng ta ra để chỉ lấy cái bộ tóc mà thôi. Bởi vì mục tiêu của em là muốn thay tóc cho cái thằng Sơn Tùng này, để thằng Sơn Tùng nó có một cái màu tóc khác, thế thôi. Hoặc là anh chị muốn là cái trang phục của nó là một màu khác, vậy thôi. Vậy thì có phải nó có hai lớp không? Vậy thì lớp ảnh trên này vô tình là chúng ta chỉnh như thế này có phải tổng quan toàn bộ cái ảnh nó sẽ bị làm sao, nhuốm cái màu đó không ạ? Vậy thì bây giờ chỉ có một cách nào chị làm thế nào giờ có cái mặt nạ và vẽ chỉ riêng cái phần tóc và phần quần áo ạ, thì có phải nó chỉ có màu nữa không? Còn cái ảnh cũ thì vẫn giữ nguyên mà, đúng không? Vậy thì trong đây nó sẽ có một cái công cụ y số 1 được gọi là history brush. History brush này nó có tính năng quay trở lại ảnh gốc ban đầu ở dạng từng phần, quay trở lại ảnh gốc ban đầu ở dạng từng phần. Quay trở lại gốc ban đầu dạng từng phần. Quay trở lại gốc ban đầu dạng từng phần. Đây nha anh chị nhìn này. Anh chị có đồng ý với em là cái ảnh gốc ban đầu nó như này không ạ? Đúng chưa? Nó chính là cái lớp ảnh dưới đúng không ạ? Còn ông này lớp ảnh trên đúng không ạ? Em muốn rằng là cái phần là sao? Phần người của thằng này thì vậy trở về ảnh gốc ban đầu thì có phải em ra qua nhà này không? Anh ra qua đâu thì có phải nó sẽ làm sao? Nó sẽ lộ cái ảnh gốc ban đầu dưới đúng không? Vậy thì ví dụ như ok em sẽ tô phần mặt nhà được không ạ? Được chưa? Ok em tô phần tay nhà được không ạ? Em tô hết phần này được chưa? Thì anh chị có thấy là cái tóc của em nó khác biệt không ạ? Anh chị có thấy là em có tóc xanh chưa? Vậy thì cái công cụ Y này nó có tính năng là quay trở lại gốc ban đầu đây. Anh chị hiểu cái này chưa đã? Rồi. Tiếp theo chỉ có vậy thôi, tính năng như vậy thôi. Vậy thì ví dụ chị thay đổi cái nắp ở trên như nào thì nó lại quay trở lại gốc ban đầu ở dưới của chị như thế, đúng không? Mình chính xác chưa? Nào bây giờ em sẽ ấn vào F12 để tiếp tục cho anh chị một giá trị thứ hai, đó là cách em biến cảnh lại trở thành ảnh trì, ảnh vẽ tay ạ. Biến ảnh thật trở thành ảnh vẽ tay. Xong rồi em lại quay trở lại gốc ban đầu thì có phải là nó ở dưới là người ta vẽ chỉ nhưng mà lên trên là có phải là màu không ạ? Đúng chưa? Nào, bước 1 muốn biến hình vẽ trì. Ctrl G cái nắp ảnh gốc lên. Bước 1 Ctrl G. Được chưa? Đóng khung từ đó lại giúp em. Bước 2 Ctrl Shift U. Ctrl Shift U là gì? Ctrl Shift U là biến cảnh nó trở về đen trắng. Anh chị hiểu chưa? Sau khi trở về đen trắng xong thì chúng ta lại bước 3 sẽ là Ctrl G tiếp. Vậy thì chúng ta có hai lớp ảnh màu gì? Màu ghi đúng không? Màu đen trắng đúng không? Nào, sau khi anh chị làm đến đây thì bắt đầu quay trở lại lên màn hình để em làm từng bước cho anh chị nhá. Như anh chị nhìn này. Bước 1 em ấn vào Ctrl G đúng không? Em có hai lớp đúng không ạ? Bước 2 em ấn vào Ctrl Shift U thì có phải trở về đen trắng không ạ? Đúng chưa? Bước 3 là em nhân bản với Ctrl U thêm một cảnh nữa không ạ? Ctrl U. Đấy. Ctrl G quên mất. Bước 3 Ctrl G. Vậy thì ở đây nó sẽ có hai lớp gì? Hai lớp đen trắng và một lớp ảnh màu dưới đúng không? Thế thôi. Bây giờ bước 4 lớp ảnh trên anh chị ấn vào Ctrl Y ngắn cho em là đảo giữa đen và trắng và trắng và đen. Nó giống như là biến màu đen trở thành màu trắng để trở thành màu đen, màu đỏ để trở thành màu xanh trở thành màu đỏ đấy à. Ctrl Y ngắn nhá. Xong chưa anh chị? Ghi xong chưa? Ghi thì bắt đầu em làm tiếp này. Ctrl Y ngắn là đảo ngược màu, giữa đen thành trắng, trắng thành đen, đỏ thành xanh, xanh thành đỏ đấy. Cái màu đối nghịch đấy chị, có phải trắng đối nghịch với đen không? Chính chưa? Rồi bây giờ anh chị ấn vào Ctrl Y ngắn giúp em thì có phải nó trở thành như này không ạ? Nó giống như ảnh âm bản với dương bản nhé. Chị đi chụp phim chị sẽ biết cái này, đúng không? Và sau khi làm xong này thì anh chị chọn cho em một cái giá trị nữa là bước 5 dùng hòa trộn với lớp ảnh đảo màu. Cái ảnh đảo màu đây còn gì nữa? Dùng hòa trộn vivid line. Vivid line là chế độ gì ạ? Nó nằm trong khu vực nào đây ạ? Có phải là chế độ lọc ghi không ạ? Nào, lọc ghi. Vâng ạ, nó gần overlay, gần shotline đấy ạ. Chị dùng hòa trộn vivid line là hòa trộn gì? Bỏ ghi. Vivid từ đến xuống, từ đến xuống. Đấy, rồi, một ra đến xuống. Xong cho anh chị nào. Vậy thì sau khi mà anh chị xong, anh chị ấn vào đây thì cho em thì ở đây nó sẽ trở thành những cái biểu tượng này, bởi vì nó lọc hết màu ghi đi. Anh chị nhìn nhau, cái màu đen thì nó không lọc được bởi vì nó không phải là lọc đen đúng không ạ, và nó cũng không phải là lọc trắng đúng không ạ, nên là còn một vài cái đốm trắng ở chỗ này này, còn ghi lọc hết rồi đúng không? Xong chưa? Bước số 6 dùng hiệu ứng filter, chọn vào Azure, chọn vào minimum. Bước 6 là bước cuối cùng là biến cảnh này trở thành ảnh trì. Chọn Azure. Chọn vào mini moon. tâm chưa? Anh chị nhìn này, vậy thì nó có từng bước rồi đúng không? Và sau khi mà anh chị chọn là minimum thì ở đây cái ảnh nó trở thành gì? Anh nhìn này nhá. Nó sẽ trở thành cái ảnh vẽ đen trắng. Đó. Ok. Vậy thì nếu mà anh chị thấy rằng cái này là nó chưa được hiệu quả lắm thì anh chị bảo là ôi, vậy thì cái vivid line này hay là cái Canadog hay Canadog này có phải là làm sáng ảnh đúng không? Mà làm sáng ảnh thì có phải nó mặc toàn bộ hệ thống là màu gì? Màu tối đúng không? Vậy thì thử xem cái này nó có tốt hơn này, cái tốt hơn nhá. Chị nhìn này, vậy thì em chọn là Canadog. Chị nên quên mất Canadog đấy. Anh chị nhìn thấy chưa? Vậy cái này nó sáng hơn đúng không? Nó sáng hơn đèn màu ghi là vivid này đúng không ạ? Thì lúc này anh chị chọn vào filter, chúng ta chọn vào Azure và chúng ta chọn vào minimum thử xem. À, cái này rõ hơn đúng không ạ? Ok, vậy thì anh chị cần sửa lại cho em đó là gì? Từ cái vivid line lên trở thành Canadog cho em. Dùng Canadog thay cho vivid line để làm cho tấm ảnh sáng hơn. Xong chưa anh chị? Nào, vậy thì dùng Canadog nhá. Cái Canadog nó tốt hơn vivid line bởi vì nó sẽ làm cho ảnh của anh chị nó sáng lên. Anh chị nhìn thấy không ạ? Bởi vì đây là khuôn từ làm, đây là làm sáng ảnh nên toàn bộ màu tối sẽ lọc hết. Mà màu tối thì trong nó có cả màu ghi, màu viết cái thứ nào lọc hết thôi đúng không? Anh chị nhìn nhá, em chọn vào đây. Anh chị nhìn thấy em chọn vào Canadog chưa? Và cuối cùng thì vẫn dùng hiệu ứng là filter, chọn vào Azure và chọn cái này đúng không? Thì anh chị nhìn thấy em là có sơn tùng vẽ bằng nét chưa? Anh chị nhìn không? Có nghĩa là đang biến một cái ảnh thật trở thành một cái ảnh gì? Vẽ chì. Vậy thì lúc này anh chị có đồng ý với em là em có hai cái ảnh này không ạ? Thì ở đây người ta sẽ có một chiêu thức là gộp toàn bộ tất cả các layer này lại bằng Ctrl gì? Ctrl Shift E. Ctrl G là group lại. Còn bây giờ chị gộp toàn bộ tất cả những cái này lại trở thành một cái layer thôi thì chị dùng Ctrl Shift E cho em là gộp tất cả các layer. Ctrl E là gộp hai lớp thôi. Ctrl Shift E gộp toàn bộ tất cả các ảnh này trở thành gì? Một ảnh. Đoạn này em nói thêm một tí xíu bởi vì nó sẽ liên quan đến cái việc mà chụp ảnh trong phần history. Nào, chị ấn vào Ctrl Shift E cho em chưa? Chị nhìn nhá, em ấn vào Ctrl Shift E thì có phải nó trở thành một layer không ạ? Nhìn thấy một layer chưa? Rồi. Sau khi đã có một layer xong thì anh chị nhìn này, cái bút mà chúng ta đang dùng công cụ Y đấy là History Brush. Đúng không ạ? Vậy thì sau khi History Brush thì bây giờ em thay cho việc em dùng hình tròn em vẽ ra cái hình người thì em có thể dùng một cái bút nó hơi thư pháp hơn một tí không ạ? Là một cái sơn chảy được không ạ? Cái bút này thì em đã copy cho anh chị rồi, anh chị có thể về lấy và làm tư liệu cho mình. Ví dụ em không dùng bút nước nữa mà em dùng cái bút nhầy được không ạ? Được chưa? Có nghĩa là em thay cho hình tròn em vẽ ra đúng không? Thì nó không đẹp thì bây giờ em dùng cái bút pháp nhầy giống như cái sơn nó vệt nhầy nữa ra. Thì cái phần mà em vệt ra thì nó là chính là ảnh thật. Còn cái không vệt ra thì nó lại trở thành ảnh chì. Đúng không? Cái đầu bút hơi to quá em chỉnh nhỏ này. To ra tí nữa. Ok, giữ phím an đi, kéo nhầy cho nó dễ nào. Giữ phím an kéo nhầy rồi. Đấy, anh chị nhìn này chưa? Rồi giữ phím an kéo này nữa cho dễ. Đây. Em tích nha anh chị nhá. Em kiểm tra các thông số như sau. Thứ nhất 100 hòa trộn không vấn đề gì. Dùng công cụ Y, nhớ công cụ Y nhá, chứ không phải dùng công cụ B đâu. Sau đó anh chị tích vào đây cho em. Anh chị nhìn thấy chưa? Vậy thì lúc này nó sẽ có một giá trị dựa, hiện thị giữa cái giá trị dựa ảnh thật và ảnh giả khác nhau. Và như vậy nó sẽ rất là đẹp đúng không ạ? Anh chị hiểu cái này chưa đã? Ok, Ctrl Z lại, chúng ta chỉ cần tích hai cái thôi là nó đẹp lắm rồi. Đúng không? Và lúc này chúng ta đặt chữ vào đây là ok. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, vậy thì cái này người ta chuyên ra là poster cho giá trị về ca sĩ cũng được. Đúng không ạ? Ok, cũng có thể là có nhiều người thì người ta làm theo kiểu khác, người ta dùng cái gì? Chị nhìn này. Làm rất nhiều kiểu. Chị có thể tóc xanh, tóc đỏ, tóc vàng, hoặc thậm chí là chị biến thành nó hình nó vỡ ra cũng là một cách. Em vấn đề F12 nha chị nhé. Vừa rồi là cách anh biến anh trì, cũng là chiêu thức cuối cùng là dùng công cụ y tích vào thì nó ra cái cũ họ. Chính xác chưa? Nhưng có những người thì người ta dùng cái chiêu thức như sau, đó là người ta chọn vào image, người ta chọn vào biểu tượng đó là style, người ta chọn vào extrude. Có nghĩa là em đang áp dụng trực tiếp cho một cái ảnh này đúng không ạ? Chị nhìn nha, áp dụng xong là áp dụng trực tiếp này, sau đó dùng công cụ y thì có phải em quét qua thể này trở về ảnh gốc không? Ảnh gốc nó chính là ảnh như này. Còn cái gì dùng hiệu ứng của mình thì kệ mình thôi. Mình chọn vào style và mình chọn vào extrude được không ạ? Thì với cái extrude này thì anh chị có nhìn ấn ok như này thì các bạn anh chị nhìn thấy người của em vỡ ra không ạ? Và vỡ ra thì em lại dùng công cụ bút B. Thì có phải là cái bút B là cái bút y nhảy như vậy em ấn vào đây không ạ? Thì có phải nó được nhảy không anh chị? À vậy thì nó cũng tạo ra cái hiệu ứng mà. Anh chị có thấy nó làm hiệu ứng không? Nhưng cái phần chính của nó thì vẫn phải nhìn được đúng không ạ? Anh cần xét lại. Anh chị nhìn nhá, em cứ dùng bất cứ một hiệu ứng nào cũng được. Filter, chọn vào style, chọn vào extrude. Sau đó em sẽ tăng cái depth này lên là 100. Em vẫn ok thì anh chị nhìn lên nó phun ra rất nhiều nhảy không ạ? Anh chị nhìn lên người giống như có khối không ạ? Vậy thì lúc này em chỉ cần làm sao em thích vào đây thôi. Đó. Và lúc này thì khi mà anh chị làm như này thì anh chị sẽ thấy nó khá là đẹp. Và chúng ta có thể làm tiếp tục giá trị, bởi vì là một cái giá trị mà anh làm ra một cái tín hiệu cho một cái bài hát của người ta thì mình có thể tạo ra hiệu ứng cho nó được không ạ? Đúng chưa? Anh cần xét này. Tiếp theo anh chị có thể chọn vào filter, anh chọn vào hiệu ứng filter gallery để anh chị có thể chọn như này đúng không ạ? Đây ạ, em sẽ chọn vào biểu tượng điểm ảnh, kéo nhài đúng không? Em kéo này xuống. Đây, anh chị nhìn này chưa? Đấy cũng chỉ là anh biết điệp viên 007 không ạ? Ấn vào đây cái. Anh chị nhìn không? Nó sẽ tạo ra rất nhiều hiệu ứng cho tấm ảnh. Anh chị cứ chọn filter xong rồi dùng công cụ y tích vào là ra như cảnh gốc ban đầu á. Đấy ạ. Filter, chọn vào filter gallery. Chị không chọn cái này nữa mà chọn cái này. Anh chị nhìn đúng không ạ? Kéo vào đây, kéo vào đây. Đã bao giờ nhìn thấy sơn tùng mảng miếng nhầy đúng không ạ? Anh chị chọn ở đây cho em. Anh chị nhìn thấy chưa? Đây là vẽ ông mảng miếng không? Vậy nhưng mà sau khi dùng hiệu ứng xong thì mình lại dùng công cụ y mình tích vào đây. Anh chị nhìn nhá, nó sẽ có một cái chất đằng sau mà anh chị muốn. Cũng tương tự như vậy thì anh chị chọn vào filter, anh chọn vào pixel led, anh chọn vào điểm vỡ hình như này đúng không? Tăng hết cỡ như này. Đây chân dung như này. Đúng không? Xấu không? Nhưng vấn đề tôi dùng y tôi tích vào đây nữa thì sao? Nó có thể như này không? Hay nó có thể là như thế này không? Thì đấy là cái giá trị mà anh chị có thể làm. Tự nhiên này chị có nhìn lên cái trên vai đồng chí này mọc ra mấy cái này không? Trông cũng khá là ấn tượng mà. Anh chị hiểu cái này chưa? Vậy thì công cụ y nó chỉ có tính năng là chị dùng hiệu ứng, sau đó chị phục chế lại theo từng phần. Chị tích vào đâu thì nó quay trở về ảnh gốc ban đầu thôi. Rồi, bây giờ em sẽ nhắc lại một lần nữa về cái cách làm ảnh trì cho anh chị cho nhớ lâu hơn. Ok. Nào, bước 1 làm ảnh trì, chúng ta phải ấn vào Ctrl+G này một lớp. Được chưa? Bước 2, ấn vào Ctrl+Shift+U. Đúng chưa? Bước 3, Ctrl+G. Bước 4, Ctrl+Y ngắn để đảo ngược. Bước 5, chọn vào Color Dot. Đúng chưa? Bởi vì Color Dot tốt hơn do VV9 đúng không ạ? Dùng Color Dot, chỉnh nhìn màu trắng chưa? Bước 6, chọn vào Filter, chọn vào Other, chọn vào Minimum. Thì lúc này em trở thành ảnh trì. Thế thôi. Và sau khi trở thành ảnh trì xong, chị sẽ gộp toàn bộ tất cả các layer này bằng Ctrl gì? Ctrl+Shift+E là biến ra rồi đúng không? Sau đó chọn một đầu bút y, chọn đầu bút y phù hợp để tích ra. Chị nhìn đúng không ạ? Chị muốn cái tích nó ra một nửa thôi thì chị chọn này, em chị chọn vào 50 được không ạ? Chọn làm đây được không ạ? Chị nhìn không ạ? Được rồi đấy, vậy thì với cách này thì anh chị nhìn thấy cái cách phục chế và làm poster chưa? Mình có thể làm cho một cái hiệu ứng ảnh trông nó khác biệt đi và nó không giống bình thường.